Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm, xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, giúp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, rũ sạch vận đen, thoát kiếp nghèo khổ. Lột xác đổi thành đại gia, đúng tháng 6 âm lịch 2024, tiền vàng chất đầy két nếu tránh được 3 điều này. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an, hạnh phúc viên mãn. Quý khán giả thân mến! Sân hận rất có hại cho bản thân. Phật giáo thường nói, sân hận là ngọn lửa trong lòng có thể đốt cháy rừng công đức. Muốn đi theo con đường Bồ Tát, hãy nhẫn nhục và bảo vệ chân tâm của mình. Nó đến từ những công đức mà chúng ta tích lũy từng chút một, và chỉ một niệm sân hận cũng có thể thiêu rụi mọi công đức mà chúng ta đã dày công tu tập. Từ đây chúng ta cũng có thể thấy những người thường xuyên mất bình tĩnh đã tiêu tốn bao nhiêu phút lành. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cũng như chia sẻ các cách để hòa giải, cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy cụ thể như thế nào? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Trước tiên, ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ cang và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì. Họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc.
Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì. Họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông, họ là người có học, tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thực và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, dưới sự chi phối của cục diện tương phá, bản mệnh vấp váp với nhiều trở ngại. Các kế hoạch có nhiều đảo lộn, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, điềm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, bản mệnh một khi kiên trì vượt qua thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế được tình trạng hao hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Phương diện tình cảm cũng là vấn đề khiến người tuổi Mậu Tuất gặp không ít muộn phiền. Trong tháng 6 âm lịch này, tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ. Cả chủ quan lẫn khách quan, người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn và vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực thường xuyên nên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, cũng bởi công việc bất thuận, kéo theo đó là tài lộc của tuổi Mậu Tuất giảm sút, việc kiếm tiền rơi vào bế tắc, bản mệnh chưa tìm được cách để cải thiện, biến động tài chính khá lớn, có dấu hiệu mất mát nên bản mệnh phải quản lý tiền bạc thật kỹ càng,
kẻo trắng tay lúc nào không hay. Tháng 6 âm lịch này, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều việc vì lợi bất cập hại. Đáng quan ngại hơn, trong tháng 6 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh âm sát cảnh báo tuổi Mậu Tuất về nguy cơ dễ gặp tiểu nhân, dễ bị lừa gạt tiền bạc. Vì vậy, bạn cần thận trọng hơn trong chuyện làm ăn hay đầu tư kinh doanh, chớ nên tham cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy mối nguy phía sau. Còn với người làm công ăn lương, bạn khó có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên do những sai sót mà bạn mắc phải. Cơ hội chạm tay được vào việc tăng lương, thăng chức đã chẳng thấy đâu, mà còn có nguy cơ phải lấy tiền túi ra để đền bù cho những sai lầm của mình. Tháng này, bản mệnh cũng cần cân nhắc kỹ nếu có ý định cho người khác vay mượn, tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay. Kẻo vướng vào rắc rối không đáng có, đừng vì gia sự mà cả nể, cuối cùng mất tiền mà mất cả tình. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều với tuổi Mậu Tuất. Một phần vì không được nguyệt lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bản mệnh chưa tới. Nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu mọi việc ban đầu có thể đang tiến triển tốt đẹp, nhưng ngày càng sa sút, bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hoàn hảo, hạn chế gây hấn, xích mích với người khác, lại thêm cả âm sát hung tinh ảnh hưởng. Tần suất bị tiểu nhân quấy phá, vướng vào khẩu thiệt thị phi ngày càng nhiều, công việc cũng vì đủ nguyên nhân mà gặp trở ngại. Thậm chí còn có thể hao công tốn sức mà không nhận lại được gì, có những việc chẳng phải do bản thân gây ra nhưng bản mệnh đã phải chịu nhiều tiếng oan. Ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín, đã tốn công xây dựng bấy lâu, song bạn càng cố giải thích thì càng như đang bao biện trong mắt người khác. Dù sao cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình, đúng sai thế nào hãy để cho tương lai trả lời. Vận trình lâm suy còn cho thấy, bản mệnh không chỉ yếu đuối về thể xác mà cả tinh thần cũng mong manh. Thời điểm này, tâm lý, áp lực tinh thần xuống dốc là điều khó tránh, nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cũng cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua. Biết sai mà không sửa thì sai lầm tiếp nối sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Chỉ khi tự vực dậy tinh thần, tránh suy nghĩ quá bi quan mà có tâm lý muốn buông xuôi, bạn mới có thể tìm ra lối đi phù hợp để giải quyết tất cả những mớ rắc rối này, có làm ắt có sai, sai thì sửa, đừng quan trọng hóa vấn đề. Trong tháng 6 âm lịch này, nữ mệnh có phần may mắn hơn nam mệnh một chút bởi được thái âm cát tinh che chở. Nhưng bạn vẫn cần tự thân nỗ lực mới mong vận khí xuôi chèo mát mái, đừng chỉ biết dựa dẫm vào vận may, quen nhờ vào người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, hung vận lớn khiến tình trạng sức khỏe của tuổi Mậu Tuất trong tháng này không được tốt lắm. Bản mệnh chớ nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể phát ra. Nguyệt lệnh lâm suy dự báo sức khỏe có dấu hiệu sa sút, dễ gặp những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, lúc này bản mệnh nên tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện gia đạo của tuổi Mậu Tuất trong tháng này vẫn tồn tại rất nhiều khúc chiết, chưa đâu vào đâu. Âm sắc xuất hiện kèm theo những thị phi không đáng có, mối quan hệ của các gia đình dễ bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào, những chiêu trò châm ngòi mâu thuẫn của kẻ xấu. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, tháng 6 âm lịch không được quý nhân và cát tinh ủng hộ, nên áp lực tăng cao, nhiều gánh nặng đè lên vai. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi tuần mới cho thấy, con giáp tuổi Mậu Tuất sẽ nhận được những bài học quý giá sau một số va chạm không đáng có trong giao tiếp xã hội. Dù ban đầu có chút căng thẳng, nhưng chính những trải nghiệm này sẽ giúp bạn nhận ra được khuyết điểm và sai lầm của mình, nên không có chuyện gì đáng ngại cả. Ngay cả chuyện tình cảm của mình,
con giáp tuổi Mậu Tuất đừng chia sẻ quá nhiều, nhất là khi họ không đồng thuận với bạn. Trong khía cạnh này, nếu hai người yêu thương thật lòng thì thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Sức khỏe cũng như việc điều chỉnh lối sống là mối bận tâm lớn của tuổi Mậu Tuất khi mới gõ cửa. Và sẽ tốt hơn nếu bạn cho mình thời gian đủ để nghỉ ngơi, thư giãn và nạp năng lượng, cũng như xem xét lại hướng đi của mình. Thiên Đức ghé thăm, mang tới cơ hội phát tài, phát lộc cho người tuổi Mậu Tuất, nhất là những ai kinh doanh online đúng mặt hàng đang hot, sẽ được nhiều người tìm kiếm, săn lùng trong thời gian này. Tuy nhiên, nên biết khi nào dừng lại vì khi bảo hòa, chúng có thể gây tổn động vốn của bạn đấy. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Mậu Tuất và một nửa của mình dễ có những tranh cãi trong tuần này vì ai cũng giữ quan điểm riêng, thậm chí còn cố tìm mọi bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình đúng. Nếu không biết cách để giảng hòa thì căng thẳng sẽ kéo dài, lúc này các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Tuần mới khởi động không mấy dễ chịu với con giáp tuổi Mậu Tuất, nhiều công việc đổ dồn, khiến bạn vừa xử lý được việc này thì việc khác đã phát sinh. Nếu không có khả năng chịu áp lực thì nhiều người căng thẳng tới mức muốn bỏ cuộc. Tình hình tài chính rất thuận lợi vào đầu tuần, nhưng khó khăn ập đến vào giữa tuần khi thương quan gây ra không ít phiền phức, trở ngại. Do đó, bạn chớ nên hoang phí số tiền mình kiếm được mà nên phân bổ hợp lý để hạn chế những khó khăn có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần. Ảnh hưởng của đại hao nên tuổi Mậu Tuất dù kiếm được tiền, nhưng khó tránh khỏi nguy cơ chi một số tiền lớn cho một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra trong tuần như sinh nhật, cưới hỏi hay thậm chí là tiền chữa bệnh. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng tuổi Mậu Tuất cảm thấy như đang đi trong lớp sương mù dày đặc và giữ được sự bình tĩnh, vững vàng cho mình thực sự là điều quan trọng nhất. Bản mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng của người ấy, thậm chí gọi mãi cũng không nghe máy. Tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để chăm sóc cuộc sống của mình, đừng ngồi đó mà suy diễn hoặc chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra lúc này. Nửa đầu tuần của bản mệnh rất rực rỡ với tiền bạc và mối quan hệ thuận hòa, nhưng nửa cuối tuần với Tỷ Kiên ngán đường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó, bạn luôn phải đề cao cảnh giác trong mọi việc mình làm nhé. Điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra tai nạn nếu bản mệnh đi xa hoặc bất cẩn khi lái xe. Với sự xuất hiện của Thái Tuế, thế nên tuần này bản mệnh nên hạn chế việc cầm lái, tránh việc uống rượu khi bạn là người lái xe. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vận trình tuần mới của tuổi Mậu Tuất không thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, tâm trạng của bạn cũng chứa đầy sự hoài nghi, băn khoăn về các kế hoạch do mình đề ra. Đây là tuần mà bạn không chắc chắn vào bất cứ điều gì, đừng để bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết cản trở. Tuổi Mậu Tuất gặp người mà bạn dành trọn tin yêu, nếu bạn nhận thấy được tiềm năng trong đó, hãy cùng người ấy thực hiện mục tiêu đam mê trong cuộc sống. Thiên Ấn ghé thăm vào đầu tuần, giúp tuổi Mậu Tuất khai thác sức sáng tạo của mình trong công việc. Nhìn chung, tuần này không có nhiều trở ngại trong hành trình, sự nghiệp của bản mệnh tuần này ảnh hưởng bởi Bách Việt hung tinh, nên điềm báo có tiểu nhân gây phiền nhiễu, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, đó có thể là tác nhân làm bạn khó ngủ. Trong thời gian này, bạn luôn cảm thấy lo lắng vì chuyện gì đó không rõ ràng. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Tuất 1958 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc, điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái, điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Mậu Tuất. Khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp, với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình,
tuổi Mậu Tuất có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tỵ Hưu. Đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, việc sở hữu một chiếc tỵ hưu có thể mang lại nhiều ý nghĩa quý báu. Tỵ hưu linh thú có hình dạng kỳ lạ, là sự kết hợp giữa hình thù của ngựa và rồng. Tỵ hưu có khả năng giữ lại tài lộc, đồng thời hút vào mình những điều xấu và mang lại sự bảo vệ cho người chủ. Tỵ hưu, với người tuổi Mậu Tuất, tỵ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn trong cuộc sống. Sự hiện diện của tỵ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỵ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỵ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Thiềm thư. Thiềm thư biểu tượng của sự phát tài và may mắn đang mang trong mình ý nghĩa quan trọng. Thiềm thư đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thiềm thư phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thắm, cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Thiềm thư hình dáng tròn trịa, có ba chân. Vị trí đặt thiềm thư trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Mậu Tuất có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thư có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thư còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, thiềm thư phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Mậu Tuất tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng đối trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng đối với tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc, hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý khán giả thân mến, trong Đạo Đức Kinh Lão Tử viết, thiên đạo vô thân thương giữ thiện nhân, ý nói rằng đạo trời vô cùng công bằng, không hề thiên vị cho bất kỳ ai. Nhưng trời thường hay giúp đỡ những người có lòng tốt, sống lương thiện, lòng tốt là điều đẹp nhất trong bản chất con người, nó có thể làm cho con người ấm lòng hơn vào thế giới tươi đẹp. Việc tốt là gì? Nó nằm ở lời nói và việc làm của mọi người, một là nói những điều tốt đẹp hơn. Lời nói tốt với người ấm hơn chăn bông mùa đông, lời nói tổn thương người ác hơn cả con dao hai lưỡi. Thứ hai là làm việc thiện. Làm việc thiện không có hồi kết, không có giới hạn, thiện từ trong tâm, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, người có lòng tốt trước sau cũng được hưởng phước lành trời ban cho. Không ngại gặp họa, vì luôn có tâm niệm mọi thứ xảy đến với mình đều có nguyên do của nó, hoan hỷ chấp nhận, lòng tốt đem đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Không có ai tốt bụng mà bị hắt hủi hết, khi lòng tốt của bạn lan tỏa ra thế giới này thì giống như ánh mặt trời chiếu sáng trong mùa đông lạnh lẽo, cứu rỗi hàng vạn người. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.